Thực ra cho anh tâm sự một tí là bởi vì là anh đã xem phim của anh Victor Vũ từ rất lâu rồi, và lúc nào anh cũng chỉ mơ ước là anh ấy có một lần nào đấy lướt qua một cái hình ảnh nào đấy để của chính mình, để anh ấy sẽ mời Oanh vào một vai diễn. Và cái niềm khao khát đấy nó rất lớn, nó phải kéo dài 10 năm. Thế và đến một ngày có một bạn gọi điện cho anh nói rằng là anh Victor Vũ sắp làm phim và muốn mời chị một vai. Thế là Oanh đồng ý luôn, không hỏi các C, là bởi vì là Oanh nghĩ rằng trên trời Oanh đã gửi được cái năng lượng rất là tốt để vũ trụ có thể tặng Oanh một cái cơ hội được làm việc với anh Victor Vũ. Nếu như mà nói chính xác ra thì anh Victor Vũ là thần tượng của Oanh. Thế còn khi mà Oanh đóng vào vai Bà Cả thì thực sự là khi anh đọc kịch bản ấy, thì anh rất là thích. Cái kịch bản đầu tiên mà không có thoại thì anh đã thích lắm rồi. Thế nhưng mà đến cái kịch bản cuối cùng, trước khi quay, anh Vũ gửi cho anh thì anh chỉ đọc ngay trong vòng buổi chiều hôm đấy, và anh thấy rằng là để hòa thân vào nhân vật này, anh thật sự anh chỉ nghĩ rằng là anh phụ thuộc hết vào anh Victor Vũ. Bởi vì anh nghĩ rằng là anh là một diễn viên, và nhất là một diễn viên chuyên nghiệp, thì cái năng lượng của anh đã sẵn có rồi, cái lửa trong người của anh càng có, và cái đam mê để làm nghề rất là nhiều. Chính vì vậy nên là khi anh đến, anh được làm việc, được tập với anh Victor Vũ cùng với Kathy rồi là Kim Ngọc Diệp, thì anh thấy rằng là trời ơi, sao mình lại có cơ hội để làm việc với những người tuyệt vời như thế này. Và để hóa thân vào nhân vật này thì anh chỉ cần biến anh thành một người ngày xưa thôi, còn tính cách thì đã có sẵn ở trong một cái kịch bản rất là tốt rồi. Và Oanh cũng không biết là mình phải làm thế nào hơn nữa, nên là Oanh nghĩ rằng là cái hơn nữa đấy Oanh lại nhớ hết vào anh Victor Vũ. Suốt ngày Oanh đi theo anh Victor Vũ, Oanh bảo là anh thấy tình hình thế nào anh, em có bị quá không, hay là em làm như thế đã được chưa. Thế xong rồi có những lúc mà còn phải đuổi hết cả các bạn đi để còn nói chuyện riêng với cả anh Victor Vũ để xin thêm. Thế nên là để mà hóa thân vào nhân vật này thì Oanh hoàn toàn tự tin, nếu như mà bởi vì có anh Victor Vũ là đạo diễn.